Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch phòng chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh. Bệnh viêm da nổi cục ghi nhận lần đầu tiên xảy ra tại Bà Rịa Vũng Tàu vào tháng 6 năm 2021 tại huyện Châu Đức. Sau đó, bệnh lây lan và tính đến cuối năm 2021, bệnh đã xảy ra tại 6 trên 8 địa phương trong tỉnh với 982 ổ dịch và có 214 con trâu đã phải tiêu hủy. Toàn tỉnh hiện có tổng đàn châu bò vào khoảng 59.000 con. Để chủ động giám sát, phát hiện sớm và kiểm soát tốt dịch bệnh viêm da nổi cục, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp tuyên truyền về tác hại của bệnh và các biện pháp phòng chống, ứng phó, xử lý ổ dịch.